Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tách khuôn cho một chi tiết đơn giản, đồng thời tạo luôn cái insert core cavity cho nó. Và tôi sẽ dùng trong cái môi trường là Python Assembly. Và các bạn lưu ý luôn, từ đây về sau nếu như không nói gì á thì tôi sẽ dùng mặc định cái môi trường là Python Assembly này. Để tiết kiệm thời gian là tôi phải làm những bước này nè, tôi sẽ bỏ qua hết. Đây, ở đây là tên là bin. Thì các bạn lưu ý, mình nhận đường dẫn để lưu nó nha. Thì tôi lưu cho thư mục là số 4, Python Surface và bin. Tôi khai thư mục mới và tôi chỉ được một sản phẩm mà thôi, tôi đồng ý rồi. Thì mình gõ vô là bin, nhưng mà đây mặc định các bạn thì mình chỉ là bin ba, tức là cái Python Assembly. Các bạn để như vậy cũng được, hoặc các bạn đổi cái tên khác bất kỳ cũng được. À, mình xem nó lại rồi đây. À, các bạn đưa chi tiết mình cần làm khuôn vào. Thì nếu như các bạn đã có một cái workpad tách core cavity rồi, cái vụ này là set workpad, các bạn mở nó ra. Ở đây là tình huống là mình chưa có gì hết, mình lấy cái file sản phẩm được của khách hàng đưa cho mình. Tìm hiểu chức năng này, để cái bin này, thì ngay lập tức từ cái file của mình đưa vào, nó tạo cái file mới tên là bin work với cái sửa đổi gì, nó thêm hình số core root vào. Và ở đây mình chủ động là thêm một cái file mà phân khuôn mới độc lập với cái file sản phẩm của mình, tên là cái Python Surface. Tất nhiên các bạn không thêm cũng được, nhưng mà nếu các bạn không thêm cái file này vào á, các bạn để như vậy nè, thì lúc đó là các bạn tạo một khuôn mới á, nó sẽ nằm trên cái file này luôn. Đấy, thì lúc đó các bạn rất khó chỉnh sửa, các bạn ẩn thì rất là khó. Cho tôi thích để như vậy ha. Rồi, tôi đồng ý. Tôi đưa nó vào. Thì các bạn thấy nè, cái mặt của mình á, một lát nữa trong tương lai mình đi làm khuôn thì mặt khuôn chính mình sẽ đi ngang đây. Mà bây giờ usage mình nằm dưới đây. Thì các bạn có cách chỉnh sửa là các bạn edit cái work sẽ tới đây. Và các bạn biết nó vào cái điểm này nha, các bạn biết nó vào điểm này nè, để đưa nó về đây. Thì tôi biết vào cái điểm này để tôi đưa nó về đây. Ok rồi, tôi đồng ý luôn. Đương nhiên nếu như các bạn lỡ mà quên hoặc các bạn có sửa mà sai, các bạn vẫn có cách chỉnh sửa được, tôi sẽ nói ở clip sau. Rồi, tôi đồng ý. Tiếp theo bây giờ mình tắt được cái cho nó nha. Các bạn vô cái phần bật tin with split nè. Các bạn thấy này, khi chưa có hướng gì hết thì nó không tắt được. Khi đó các bạn phải new direction cho nó, hoặc các bạn mới vô các bạn new direction luôn cũng được. Rồi, mình đặt tên cho anh này là KVT nha. Mình chọn một mặt trước và mình kéo phân tích thử nè. Đây, những mặt này đi lên được. Thì các bạn lưu ý nè, cái mặt có những mặt nó màu vàng sao các bạn. Cái màu vàng tức là nó không hẳn là không lên được hết. Các bạn thấy là phía trên lên được này, nhưng phía dưới nó không lên được, cho nên là gì, nó sẽ màu vàng, tức là nó không có toàn diện, nó không thể là lên toàn bộ hoặc xuống toàn bộ được. Mình phải dùng lệnh split để mình chia. Và đồng ý anh này trước nhé. Tiếp theo, mặt xuống mặt dưới đây. Và tôi cũng chọn là cái anh là core. Và tôi mặt là đã chọn rồi, tôi không chọn nữa nha. Tôi bỏ đi. Và tôi cũng đi kiếm nè. Đấy, thì bạn thấy nè, cái mặt màu vàng là gì rõ ràng ha. Phía trên này lên được nè, nhưng mà đây nó bị cản lại rồi. Các bạn phải là chia nó ra để chơi một nửa phía trên, một nửa phía dưới. Rồi sao các bạn đồng ý luôn. Rồi bạn kéo thử nè. Đó. Ok. Tiếp theo, thì bây giờ mình sẽ tạo cái mặt phân khuôn. Rồi sau đó mình sẽ tách cái mặt màu vàng đó về hai phía luôn. Thì các bạn có thể là vào cái Python Surface kích hoạt lên nè. Các bạn lưu ý nè, do mình muốn tạo mặt phân khuôn riêng, cho nên tất cả những gì thuộc mặt phân khuôn á, các bạn phải tạo cho cái file này là Python Surface đây. Sau đó mình có thể dùng định là sketch nè. Mình mặt này mình dễ đỡ cũng được. Rồi ở đây thì có thể là bắt tham chiếu nha. Rồi, tôi vẽ nè. Reference đi. Từ đây tôi vẽ qua. Như tôi cho là 105 độ nha. Rồi, tôi cho anh này với anh này là bằng nhau. Fillet radius 5. Rồi, các bạn thấy là dùng sweep đồng về một phía nha. Các bạn cho đi dụ như là
tới đây. Rồi sau đó các bạn kích vào âm này lên, các bạn định split, các bạn chia cái mặt này và cái mặt này bằng cái anh này. Rồi sau các bạn thấy này nha, nó có phần trên phần dưới rồi, thì lúc đó các bạn thấy là bật tinh surface nè, bằng quick split các bạn gán anh này và anh này nút giữa lên phía trên, và cái anh này, cái anh này cho nút giữa xuống phía dưới. Nè các bạn xem lại nha. Đó. Tiếp theo mình dựng cái mặt phân khúc bên ngoài các bạn, thì các bạn có thể là cái mặt này lên lại, các bạn sketcher một cái dùng mặt này giải phát luôn nhé. Đây các bạn dùng định sweep được hoặc bạn dùng cái là external cũng được các bạn. Nhanh các bạn dùng chức năng này nè, các bạn làm một composite curve ở đây. Khoảng external các bạn đưa nó đây là 50 đi, nó to ra như vậy, 60 cũng được. Sau đó thì mình cũng tách về hai phía nè, with split, và mình chọn là cái button attribute. Thì khi các bạn muốn gán mặt phân khuôn á về hai phía của khuôn á thì dùng cái là button attribute nhé, và chọn cả hai nè, nút giữa còn đưa lên trên đưa xuống dưới xong. Đây các bạn thấy là nửa trên nửa dưới của mình đây. Tiếp theo các bạn có thể tạo luôn cho mình những cái cục đực và cực cái luôn ha, bằng kích hoạt này lên nè, các bạn tạo cái file mới đặt tên dù như là cavity, các bạn ráp vô là cái mặc định luôn, tương tự như vậy. Các bạn tạo một cục mới tên là core, ok. Thì tới đây các bạn, nếu như các bạn nào xài cái phiên bản i11 mà không có nâng cấp là SP1, SP2 á hoặc i10 á, thì thấy rằng là những phiên cũ làm việc rất là thoải mái. Các bạn chỉ cần việc là kích acti một cái là tự động nó tạo cho mình luôn là được cục cái hết mọi thứ luôn. Nhưng mà cái bản mới này các bạn thì nó lại bỏ chức năng đó đi, thì một chuyện nó hơi hơi khó khăn. Và tôi cũng từng hỏi hãng rồi thì họ nói là họ cái cách làm đó là cái cách làm mới, và họ cũng không có ý định là sẽ đưa về cách làm cũ như mình, cho nên các bạn chịu khó một tí ha. Thì bây giờ ở đây nè, cái cục co này tôi sẽ tạo một cái khối để tôi cắt nha. Những người nào mà tài Simarong cũ á thì biết cái cách làm mới này rất là khổ sở, nhưng mà không có cách nào khác các bạn, hãng nó bỏ đây. Hai trăm sáu, 108 đúng không? Rồi tôi sẽ cho ràng buộc nhé. Rồi với này tôi nếu biết strut thôi. Phía trên nào như quan trọng là tại là mình cắt bỏ, mà phía dưới này các bạn có thể là anh này dùng nó sâu xuống là tôi cho 50 nhé. Rồi tôi xem thử có đủ chưa nè. Đây, tôi cho dưới là 60 đi. Rồi tôi đồng ý. Thì sau khi có nó rồi các bạn, tôi dùng cách acti nè, tôi cắt cái cục này bằng cái mặt phân khuôn. Và chú ý nè, nếu như cục đực á cắt một cục phía dưới rồi mình đồng ý nút giữa nè, thì đây nó mặt chỗ này chưa kết. Với những sản phẩm phức tạp hơn, nếu mà không kết được á thì phải import, tôi sẽ nói sau nhé. Mình kết, mình đồng ý. Đây các bạn ẩn toàn bộ đi nha, hai order đi, đây cục đực của mình đây. Tương tự như vậy, bây giờ các bạn kết hợp cục cái lên, kết hợp cục cái lên, các bạn cũng phải vẽ một cái cục giống như vậy. Câu cũng là sketcher nè, rồi các bạn vẽ một hình chữ nhật đúng không nè. Thì đây là hai là 180 và rộng là 260 đúng không nè. Ok, các bạn cũng new extrude. Thì lúc này ngược lại là phía trên nó bao nhiêu á thì nó quan trọng hơn phía dưới, tại phía dưới cắt bỏ đúng không. Thì mình xem phía trên nó bao nhiêu thì đủ nè, các bạn có thể là vô đây, phía trên tôi cho dụ như 60 thôi, và tôi đồng ý luôn. Bây giờ tôi cũng là cách acti, cách acti tôi cắt cái cục cái, và lưu ý là khi mà làm cục cái các bạn cục đực mình ẩn nha, để không bị nhầm.
Tôi cắt cục cái, mà cục cái thì phải dùng cái mặt phân khuôn phía trên. Tôi nút giữa, kết mũi tên hướng xuống là bỏ phía dưới. Tôi đồng ý. Rồi, tôi có cục cái, cục đực đây nha. Bây giờ tôi sẽ cho ẩn toàn bộ mấy thằng khác đi. Hai order đi. Đây. Đực cái là hai này các bạn. Thì các bạn thấy là nếu mình tắt cục cái đi á, có cục đực, tắt cục đực sẽ có cục cái. Thì đây là một tình huống nó cơ bản và điển hình tôi làm cho bên ngoài bằng cái chức năng tạo thêm được cái. Còn về sau các bạn thấy là đưa cái anh cực cái này á và cái cụm là cố định hoặc di động sau. Rồi, cảm ơn các bạn.